Bạo lực đối với cha mẹ có thể bị phạt bao nhiêu năm tù? Vừa qua, đoạn clip dài gần 7 phút cho thấy cảnh một phụ nữ dùng tay và chổi liên tục đánh một cụ già đang ngồi trên giường, kèm theo đó là những lời chửi rủa thô tục nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, với nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ đối với người phụ nữ trong clip. Bạo hành đối với cha mẹ không còn là vấn đề mới trong xã hội hiện nay và ở một mức độ nhất định có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Vậy hình phạt nào dành cho những đối tượng thực hiện hành vi bạo hành này? Theo quy định tại khoản 2 điều 1 luật phòng chống bạo lực gia đình 2007, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Một trong các hành vi bạo lực nêu trên có hành vi hành hạ Ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, điểm a khoảng một điều 2 luật phòng chống bạo lực gia đình 2007, tùy vào mức độ, tính chất của sự việc mà hành vi đánh cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính, hoặc nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 27 Nghị định 144 trên 2013 trên NDCP, một người sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em, gây tổn thương về mặt tinh thần, dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác và tinh thần. Ngoài ra, Điều 49 Nghị định 167 trên 2013 trên NDCP cũng có quy định sẽ phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình. Nếu người thực hiện hành vi bạo hành thỏa mãn các cấu thành của tội phạm đó, quy định trong bộ luật hình sự thì sẽ bị bị xử lý hình sự một trong các tội sau đây. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội hành hạ người khác, Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội bức tử, Điều 130 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội vô ý làm chết người khi gây ra hậu quả chết người với lỗi vô ý, điều 128 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, hoặc tội giết người với lỗi cố ý, điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Được biết, chiều 8 tháng 9, công an huyện Cần Đức Long An đã khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ có hành vi ngược đãi mẹ ruột trong clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó.